Trong sự kiện mùng 2 tháng 10 vừa qua thì Microsoft đã cho ra mắt Surface Laptop 3 Sau khi thiết bị mới này ra mắt thì đã đem đến rất nhiều thiết kế ấn tượng và cho nhiều sự thay đổi lớn Trước đây, Laptop 2 bán rất chạy và đánh vào các đối tượng làm văn phòng Liệu lần ra mắt đợt này có khiến khách hàng của chúng ta hài lòng hơn hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Đầu tiên, đó là có thêm hai kích cỡ khác nhau của màn hình Surface Laptop 3 ra mắt với hai phiên bản là 13,5 inch và 15 inch Vẫn giữ kích thước 13,5 inch như phiên bản cũ và có thêm bản 15 inch mới Đều là màn hình cảm ứng với công nghệ PixelSense Sen tỷ lệ 3 chia 2 truyền thống Phần top bát đã được thiết kế lại với độ rộng lớn hơn 20% so với laptop 2 Hành trình bàn phím cũng mỏng hơn và điều này đã gây ấn tượng cho người dùng Điều số 2, đó là được bổ sung thêm cổng USB-C. Một thay đổi lớn nữa đó chính là bổ sung cổng USB-C thay cho mini DisplayPort vốn đã tồn tại từ dòng Surface Laptop đầu tiên và nó cũng là cổng USB-C 3.1 vì vậy bạn có thể sử dụng được nó để sạc, truyền dữ liệu hay là quay video. Tuy nhiên, cổng kết nối mới này không hỗ trợ Thunderbolt 3 nên không thể cắm GPU ngoài vào máy tính. Các cổng kết nối trước đây vẫn được giữ lại như là cổng USB-A, rắc cắm tai nghe 3.5 và Surface Connect. Thứ ba, đó là thay đổi về màu sắc của mẫu máy. Ở trên Surface Laptop 3 màu đỏ đã được loại bỏ và chất liệu vải Alcantara đã không còn xuất hiện ở các phiên bản màu đen và màu vàng nữa. Surface Laptop 3 xuất hiện với 4 màu đen, bạc, vàng và xanh. Chất liệu vải Alcantara vẫn xuất hiện ở các phiên bản màu bạc và màu xanh. Chính vì không sử dụng chất liệu vải trên các màu còn lại nên hãng đã quyết định thay thế bằng nhôm. Điều này khiến cho cân nặng tổng thể của máy nặng hơn 1,3kg so với 1,25kg như trước đây. Vì được thiết kế bằng nhôm, nên máy cũng sáng bóng và sang trọng hơn rất nhiều. Thứ tư, đó chính là cải tiến chip vi xử lý mới AMD. Trên mẫu Surface Laptop 3 bản 13.5 inch được trang bị bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 10 mới nhất của Intel và có tùy chọn ở hai cấu hình là i5 và i7. Điều thay đổi mới nhất chính là mẫu Surface Laptop 3 bản 15 inch được sở hữu bộ vi xử lý hoàn toàn mới với con chip mới này tên là Ryzen 5 và Ryzen 7 đến từ AMD. Đây là một luồng gió mới trên các dòng Surface từ trước tới nay và Microsoft hứa hẹn sẽ đem lại hiệu năng mạnh mẽ trên Surface Laptop 3. Cuối cùng, đó là thời lượng pin của Surface Laptop 3. Hãng Microsoft đã công bố thời lượng pin cho cả hai phiên bản của Surface Laptop 3 ở mức là 11,5 giờ đồng hồ. Hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, cho phép chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, thời lượng pin sạc đạt được là 80%. Điều này sẽ giúp cho bạn trong công việc hàng ngày nhiều hơn với một lần sạc mà có thể dùng cho cả ngày mà không lo hết pin, quá là tiện ích đúng không nào? Sau khi ra mắt với mức giá mà Microsoft đưa ra cho dòng Surface Laptop 3 vào khoảng 999 USD cho phiên bản 13.5 inch và 1199 USD cho phiên bản là 15 inch. Chính thức ngày 22 tháng 10, các dòng sản phẩm mới của Microsoft sẽ xuất hiện trên thị trường và đến tay người tiêu dùng. Để có thể mua được Surface Laptop 3 chất lượng, uy tín và giá cả phải chăng ở Việt Nam, các bạn có thể đặt hàng trước tại Survey Việt Saffir Việt là nơi chuyên cung cấp các dòng sản phẩm của Microsoft chất lượng và ngoài ra chế độ bảo hành hậu mãi cũng rất tốt link cửa hàng cũng như thông tin mình sẽ để ở phần mô tả video cho các bạn tiện tham khảo Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye